Em không cố ý. Hai chị có nhìn thấy thứ mà em đang nhìn thấy không? Thấy gì? Chị có. Là chị nhìn thấy trước đây. Cho nên cái kẹo đó là của chị. A few moments later. Giờ chị sẽ đếm đến ba. Ai mà chạy lên giành được kẹo mút trước thì là của người đó, rõ chưa? Không ai. Một, hai, ba. Chọn cho mình những tờ phiếu ở trên đó có ghi cách ăn của từng người đó. Vậy là của em là ăn chậm, của em là ăn nhanh, còn của em là ăn vừa đúng không ạ? Chính xác luôn. Và đây sẽ là món ăn đầu tiên. Wow, nào em nhìn ngon quá, em muốn ăn luôn. Vừa nãy chị chọn được phiếu ăn chậm cho nên bây giờ chị phải ăn chậm hộp kem này đúng không ai đứa? Chính xác. Em ăn nhanh để em ăn trước chứ, nên em chủ tài đi này. Được. Ăn luôn đi Minh Quân. Chắc đi. Cố lên, cố lên, cố lên. Chị trợ giúp. Wow, kem dâu này. Ăn nhanh đi. Ôi, kinh khủng. Không. Ôi, đỉnh thật. Chỉ vì 20 giây mà Minh Quân đã ăn xong hết một hộp kem luôn. Minh Quân, cảm giác của em sau khi ăn hộp kem là như thế nào đấy? Minh Quân ăn kem nhanh quá, bị đóng băng rồi các bạn ơi. Minh Quân đừng sợ, có chị đây rồi, chị sẽ quả cho tan băng luôn. Chị Ruby, có chắc là tan được không? Được chứ, dăm ba cái băng này làm sao đấu được với chị. 1 hour later. Mệt quá, mà băng vẫn y nguyên. Thôi kệ Minh Quân đi chị Ruby, mình mau làm thử thách, không kem tan nhanh bây giờ. Ờ, đúng rồi, kem của chị. Không, đến lượt em ăn, em sẽ ăn vừa. Vừa. Wow, thơm quá. Đây chính là kem của mình. Mình sẽ ăn kem theo cách vừa. Này Thùy Anh, em định ăn kem bằng đũa sao? Không phải đang đùa đấy chứ, làm sao mà ăn được. Em không nói đùa đâu, là thật đấy. Các bạn cũng không tin á, hãy xem đây. Ôi, các bạn thấy sao? Ăn kem theo cách này mới chất này. Công nhận là Thùy Anh siêu thật. Lần đầu tiên mình thấy có người ăn kem bằng đũa mà lại ngon lành như vậy đây. Chị không phải khen, đến lượt chị rồi đây. Ồ, đúng rồi, chờ mãi mới đến lượt mình ăn. Ui, kem của mình có đường đen này. Ồ, nhưng mà kem của mình chảy hết rồi, mềm quá. Không sao, mình vẫn sẽ ăn. Và thử thách của mình là ăn chậm. Trời ơi, ăn gì mà chậm thế? Sao đấy cả ruột?
10 phút rồi, vẫn chưa ăn hết một thìa kem. One hour later. Ăn lâu thế, thế này thì bao giờ mới được ăn món mới? Chán quá. Ngon quá. Đã thật. Như thế này mới cảm nhận được hết mùi vị của kem chứ, ngon quá. Ăn tiếp thìa thứ hai. Bọn em chỉ muốn giúp chị thôi mà. Đúng rồi. Chị bé là một điều đấy mà. Hai đứa thật là quá mà. Và bây giờ là thử thách thứ hai. Mời ba đứa chọn thẻ nào. Ngon quá, đủ các màu luôn này. Ăn này hai đứa, chị ăn chậm, cho chị ăn trước nhá. Ok, mời chị. Ăn trước để tránh trường hợp không còn gì để ăn nữa đây các bạn ạ. Mình hơn vừa nãy rồi đấy. Kẹo bên trong có màu xanh này. Thơm thật đấy, muốn ăn luôn. Chị khuyên chị phải ăn chậm mà. Với cả làm gì được ăn cả cái như thế. Ừ nhở, chị quên mất. Giờ chị ăn luôn đây. Gì một tiếng nữa, chế được cái kẹo. Vị ngọt đang dần lan ra khắp miệng chị rồi đấy hai đứa à. Lan sang cả miệng bọn em rồi này. Mẹ hai đứa, chị nghĩ ra trò này. Trò gì vậy chị? Chị sẽ thổi bóng bằng kẹo cao su. Hai đứa chắc chắn sẽ không làm được đâu. Nhìn đây này. Thấy chưa? Tinh thần. Chị Dung bị ăn một chút kẹo mà thổi được quả bóng như thế là siêu lắm rồi. Khen chị có mà khen cả ngày. Chị Dung bị thổi thi đi. Hả? Ngay nhanh lên Minh Quân. Em đã ăn vừa mà, có phải ăn nhanh đâu. Công nhận kẹo này ngon thật, lại còn ngọt nữa. Ăn xong chưa, đến giờ thổi rồi đây Minh Quân. Đúng thế, thể hiện đi cho bọn chị xem. Nhìn em đây. Các bạn ơi, Minh Quân thổi bé hơn Minh Tươi. Xấu hổ quá. Không thổi được, xấu hổ là đúng rồi. Nhìn chị ăn nhanh đi này. Sợ thật, chị Thúy Anh ăn cứ như là chưa bao giờ được ăn đi. Đây gọi là ăn nhanh level mắc mắc. Chứ không phải là ăn nhanh bình thường nữa. Một miếng hết luôn cả đi. Ôi chị Thúy Anh ơi. Ôi đừng lại đi. Dừng lại đi. Em không cố ý. Em xin lỗi, chị xin lỗi nhé. Đã bảo dừng lại cho mà không nghe. Ghê quá. Thôi, các bạn ơi, cùng đến với thử thách thứ ba nhé. Yêu, là ăn chanh á. Tớ đã thấy chua rồi. Nhưng mà là thử thách thì vẫn phải ăn thôi. Chị sợ chưa? Lần này nhường thì anh mời em ăn trước. Trước sau gì cũng phải ăn mà. Thôi được rồi, em sẽ ăn trước. Ê, nhưng mà chua lắm. Ủa đi chị gì anh, biết đâu là chanh ngọt thì sao. Ừ nhờ, nếu mà chanh ngọt chắc chắn sẽ ngon lắm. Chị
đặt ra như thế này chắc chắn sẽ ăn ngon hơn đấy. Sao vậy chị Thúy Anh? Sao vậy Thúy Anh? Ôi, chua quá. Sao em lại vào ngọt hả Minh Quân? Chị lớn rồi mà ngốc thế. Là gì có tranh ngọt? Thích cười à? Đến lượt em rồi đấy. Ăn đi. Không, chị Dumi ăn trước đi. Không, đến lượt em ăn đi. Em xong rồi này, đến được chị Dumi. Ăn đi. Ăn đi. Em đang ăn phở chứ có phải ăn chậm đâu. Sao người mình lại run thế nhở? Chị cũng vậy, run không được hiện được. Minh Quân, hóa ra là em run à? Làm chị cứ tưởng. Ăn một miếng chanh bé xíu, làm gì mà run ghê vậy? Ơ, thì ra từ nãy đến giờ là em run à? Ô, các chị nhìn này. Ôi, Minh Quân ăn siêu vết nhở? Ăn hết cái lõi, còn để lại cái vỏ tròn xê các bạn à. Tròn xê các bạn à. Chanh gì mà chua như chanh ý. Ơ, à, chị Ruby. Chị đi đâu đây? Chị đi trốn. Chị đi đâu gì? Muốn trốn thì cũng phải ăn hết quả chanh này thì được mới được trốn nha. Giờ nên ăn phần nào trước nhở? Ăn phần nào mà chả như nhau. Chị ăn nhanh đây, chị ăn nhanh lên đi. Ừ, chị biết rồi. À, chị có cách này. Chị sẽ dùng ống hút để hút sạch nước bên trong quả chanh. Đúng như thông minh thế. Ôi, chua quá. Ui. Cách này đúng là nhanh thật, nhưng mà chua quá. Chua quá. Chua quá. Chua quá. Ui. Nuốt hết chỗ nước chanh này, chắc khỏi ăn cơm luôn. Ê, mày sang bên kia đi. Nuốt, nuốt, nuốt chân. Nhấn like ủng hộ cho chúng mình nhé. Và nếu như các bạn thích thử thách nào nữa thì các bạn nhớ để lại bình luận phía dưới để chúng mình làm nhé.